Ê, anh kia, đi lộn không? À, đù, hàng này ngon, tao còn này ngon lắm. Dạ, đưa em nhầm. Hay, xin chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ một cái kỹ năng. Không phải là kỹ năng đánh nhau, thì đó là một kỹ năng di chuyển khi mà các bạn cầm gimbal các bạn. Làm sao cho hạn chế rung lắc nhất có thể các bạn. Thì đôi khi mình di chuyển bằng gimbal các bạn thì cũng có một số rung lắc theo phương dọc các bạn. Nên cần tập luyện một số kỹ năng di chuyển khi cầm gimbal các bạn để hạn chế cái rung lắc theo phương dọc này các bạn. Rồi, let's go. Thì đây là máy ảnh và cái gimbal của mình. Đầu tiên mình sẽ đi mẫu cho các bạn xem thử một cái nha. Rồi mình sau đó mình sẽ nấu chi tiết hơn các bạn. Đây, mình sẽ đi mẫu. Rồi, ok. Cách đi của mình là đầu tiên tay các bạn, hai tay các bạn cầm gimbal, cầm không phải quá chặt các bạn, tha lỏng cái khớp chỗ này các bạn, không phải là gọng cứng nhắc. Để khi mình đi á, mình lên á thì xuống vậy đó, xuống vậy nè, cái tay nó vẫn tha lỏng được cái khớp chỗ này. Cái thứ hai các bạn thì trọng tâm mình nè, mình đứng thẳng không bạn, thì mình sẽ hạ thấp trọng tâm xuống một chút xíu đó, chân hơi quỷ nhẹ các bạn. Cái thứ ba là các bạn khi bạn bước chân các bạn bước chân thì các bạn phải bước chân nhẹ nhàng kiểu như máy, là tiếp xúc từ gót lên tới mũi như này bạn, hạ thấp trọng tâm, gót lên tới mũi. Ok ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi thử cho các bạn xem nha bạn. Đây, tay cầm tha lỏng, hạ thấp trọng tâm, bước đi nhẹ nhàng từ gót lên tới mũi các bạn. Đây, đi đây nha, mình đi lại nha bạn. Đây, tay cầm tha lỏng nè, hạ thấp trọng tâm, đi nhẹ nhàng. Ok, thì cơ bản gồm 3 bước như vậy thôi các bạn, nhưng mà các bạn phải luyện tập nhiều để mình mới hình thành được một cái kỹ năng đi được các bạn. Thì đó là kinh nghiệm của bản thân mình. Thì bạn có ý kiến hay hơn để hạn chế rung lắc khi đi gimbal bạn thì hãy chia sẻ với comment bên dưới ha, cho mình và những bạn khác tham khảo nha. Video mình xin kết thúc tại đây, cảm ơn các bạn đã xem hết video ha. Rồi, tạm biệt các bạn. Yeah.